Đây gọi là động gì hả bác? Động chậm chăn. Động gì ạ? Động chậm chăn. Chậm chăn. Chăn. Thấy các cụ ngày trước quậy dậy. Mấy tên. Chị Dung. Hết pin rồi. Chưa, này thôi đã pin rồi. Chậm chăn à? Kẽm chăn. Kẽm chăn ạ. Kẽm chăn. Vâng. Sao là kẽm nhỉ? Đây, 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 những cái này. Được vào chỗ này tí xem sao. Nga không vào thì không vào được. Không vào, gần, vào gần đi. Vào gần thôi, đứng lên xem sao. Ấy đây này, ui sâu này. Sâu phết đấy, đừng đùa. Chẳng qua đây nó chưa khai thác thôi. Vâng. Đá vào gần thôi. Bục thuyền cái kiểu như là, cái kiểu như là Ngô Quyền trên thang Bình Đằng. Cao thế nhỉ? Núi cao thế. Ui ui. Chết thì cho được.